Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vĩnh Long trưa nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Vĩnh Long tích cực phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nhiều giải pháp hiệu quả đã được triển khai thực hiện nhằm giảm nhanh tỷ lệ trẻ em trên địa bàn tỉnh bị suy dinh dưỡng. Phóng sự ngành cá tra lại gặp khó, giá cá tra nguyên liệu liên tục rồi sụt, thậm chí đến dưới giá thành sản xuất, làm người nuôi doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hết sức khó khăn. Tin trong nước, hôm nay chốt phương án tăng lương tối thiểu năm 2016. Số liệu thống kê trên địa bàn cả nước, khoảng 70% tai nạn giao thông có liên quan đến xe máy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện lãnh đạo các cơ quan quân khu chính, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trà Vinh tham dự hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trương Văn Sáu khẳng định hội thảo là diễn đàn hội tụ nhân chứng lịch sử để cùng nhau ôn lại và khẳng định những giai đoạn lịch sử, những chặng đường khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng rất tự hào mà lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đóng góp cho sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong 70 năm qua. Từ đó bổ sung thêm những chứng cứ lịch sử, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long vững mạnh về mọi mặt. Đây còn là dịp để Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tự hào về truyền thống vẻ vang, để từ đó xác định trách nhiệm của mỗi người đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong buổi sáng nay, đại biểu được nghe các tham luận của các đại biểu với chủ đề những trận đánh lịch sử của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn chống Pháp, vai trò của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quân và dân Vĩnh Long kiên cường bám trụ đánh địch Bình Định sau Tết Mậu Thân năm 1968 đến năm 1973. Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Sáng nay, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn công tác kinh tế đời sống và nghiệp vụ công tác hội năm 2015 cho hơn 120 cán bộ hội các cấp trên địa bàn. Trong 4 ngày tập huấn, các cán bộ hội được trang bị nhiều kiến thức xoay quanh luật bảo vệ môi trường, chính sách ủy thác cho vay tín dụng thông qua các tổ chức chính trị xã hội. Mục tiêu định hướng công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, cán bộ hội các cấp cũng được thông tin một số vấn đề về công tác tư tưởng hiện nay, triển khai nội dung phương pháp tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội. Lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội cựu chiến binh, giúp các cán bộ hội quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân trong thời gian tới. Cũng sáng nay, tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và báo cáo viên năm 2015 cho hơn 200 cán bộ đoàn các cấp trong tỉnh. Trong 3 ngày, các cán bộ đoàn được tập huấn kiến thức về công tác tổ chức xây dựng đoàn, chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bồi dưỡng kiến thức phòng chống tội phạm về phụ nữ, trẻ em và nhiều nội dung quan trọng khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ đoàn quán triệt các nội dung trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, nắm bắt các kỹ năng nghiệp vụ, qua đó đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thật sự vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn giai đoạn 2012-2017. Sáng nay, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh phối hợp với Tổ chức Cô Nhi Thế giới WHO khai giảng lớp tập huấn quy trình quản lý trẻ em dễ bị tổn thương cho 29 học viên là nhân viên công tác xã hội, cán bộ phòng lao động thương binh xã hội và cộng tác viên ở xã thị trấn của hai huyện Mang Thít và Tam Bình. Trong 2 ngày, thông qua các hình thức trực quan, thảo luận nhóm, đi thực tế, thuyết trình, lớp tập huấn sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi, quan sát, nhất là khái niệm nội dung và quy trình quản lý ca đối với trẻ dễ bị tổn thương.
Đây là dịp để đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội phát huy được vai trò kết nối, trợ giúp và cung cấp các dịch vụ xã hội cho những trẻ thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thiếu kỹ năng, có thể bày tỏ những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, từ đó có giải pháp để can thiệp. Trong đợt 2 của kỳ tuyển quân 2015, huyện Long Hồ có 180 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Đáng chú ý là 100% thanh niên đều có đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Trong số này có 3 đảng viên, 19 thanh niên có trình độ đại học cao đẳng, 29 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đạt được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn thực hiện nhịp nhàng và chính xác các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục gia đình và thanh niên thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên và gia đình, nâng cao ý thức chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Hồ, năm nay qua các bước kiểm tra và thực hiện công tác thâm nhập gia đình thanh niên, nhận thấy thanh niên trúng tuyển đều đã sẵn sàng nhập ngũ với tâm trạng rất phấn khởi và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rất nhiều thanh niên có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. Theo ngành y tế tỉnh Vĩnh Long, trong các tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 90% bệnh nhân lao được điều trị khỏi bệnh. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khám, xét nghiệm, thử đàm cho trên 7.800 bệnh nhân có triệu chứng ho kéo dài, sốt dễ chịu và sụt cân. Qua đó đã phát hiện được trên 1.080 trường hợp mắc bệnh lao, trong đó có 650 trường hợp dương tính với vi trùng lao, hơn 90 trường hợp lao tái phát hoặc điều trị lại sau bỏ trị và 26 trường hợp lao kháng thuốc. Nâng tổng số bệnh nhân lao đang được quản lý điều trị trên địa bàn tỉnh lên 2.000 trường hợp, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong các tháng cuối năm, ngành y tế phấn đấu khám phát hiện thu dung điều trị gần 500 trường hợp mắc bệnh lao và điều trị khỏi bệnh cho 93% bệnh nhân lao. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm đầu đời, ngoài nhu cầu về sữa mẹ, trẻ rất cần được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ. Xét định tầm quan trọng này, trong những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, Vĩnh Long còn tăng cường công tác phòng chống suy dinh dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các buổi truyền thông hướng dẫn nấu cháo dinh dưỡng như thế này được ngành y tế Vĩnh Long tổ chức thường xuyên nhằm cung cấp cho những người đang nuôi con nhỏ các kiến thức về chế độ dinh dưỡng thiết yếu của trẻ, biện pháp chống trẻ biếng ăn và cách nuôi con theo khoa học. Con tôi đã đến tuổi tập ăn, qua cái buổi thực hành này thì giúp cho tôi biết được là nấu một nồi cháo dinh dưỡng cần có 4 nhóm dinh dưỡng, đó là gạo, thịt, cá, rồi rau củ, rồi trứng, muối và ớt như dầu ăn. Trong quá trình chế biến thì phải đảm bảo vệ sinh. Hàng tháng thì xuống tận ấp để tuyên truyền và hướng dẫn cho các bà mẹ có con từ 0 đến 5 tuổi để thực hành. Cái thứ nhất là thực hành nấu nồi cháo dinh dưỡng. Hướng dẫn cho các bà mẹ thì tận dụng cái mô hình VAC tại gia đình. Từ đó thì các bà mẹ luôn thực hiện tốt và áp dụng nuôi con theo khoa học để giảm cái tỷ lệ phòng chống suy dinh dưỡng hàng năm cho xã. Bên cạnh chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp đến gia đình về sự cần thiết của chế độ dinh dưỡng đối với sự phát triển, cách chăm sóc và theo dõi cân nặng chiều cao của trẻ, nhằm phát hiện sớm các trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng để có biện pháp điều trị kịp thời. Ngành y tế tổ chức tư vấn chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ mang thai cho các thai phụ khi đến khám thai. Qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức cho những người chuẩn bị làm mẹ và nuôi con nhỏ, giảm tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân. Khi bắt đầu mang thai thì tôi có đến trạm y tế để kiểm tra, thì được mấy cô tư vấn là về sức khỏe, rồi về chế độ ăn dinh dưỡng, chế độ uống, rồi chế độ nghỉ ngơi, rồi chế độ sinh hoạt hàng ngày. Mỗi lần đi khám thai thì bác sĩ nói em bé phát triển rất tốt, cho nên em cũng rất là yên tâm. Nhờ các hoạt động này mà tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trong tỉnh Vĩnh Long đã giảm đáng kể. Theo kết quả khảo sát của Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm, tỉnh Vĩnh Long giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng khoảng 1,4%. Và năm 2014, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thể cân nặng là 14,1%, đạt chỉ tiêu nghị quyết tỉnh Đảng bộ đề ra là giảm suy dinh dưỡng trẻ em dưới 15% năm 2015. Để cái chương trình dinh dưỡng này hướng tới thì được nâng cao và được duy trì, thì về phía góc độ của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sản thì cũng có một số giải pháp. Ví dụ như là cái đầu tiên là
phải củng cố lại cái đội ngũ mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng, cán bộ phụ trách dinh dưỡng về mặt chuyên môn cũng như là về mặt xây dựng kế hoạch, và đồng thời cũng như nâng cao cái kỹ năng mà truyền thông trong cộng đồng, và đồng thời cũng tổ chức cho một số cán bộ của các cái ban ngành có liên quan á tập huấn về kiến thức về chương trình phòng chống dinh dưỡng, tổ chức truyền thông rộng rãi trong cộng đồng qua những cái ngày thí dụ như ngày quy chất dinh dưỡng, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, hoặc là những tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh các giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ của các ngành chuyên môn, các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian chăm sóc trẻ, chú trọng chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Bởi những năm đầu đời là thời điểm quan trọng để trẻ phát triển mạnh sau này. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2015, giá cá tra nguyên liệu dao động ở mức từ 23.000 đồng đến 24.000 đồng một kg. Với giá này, người nuôi có lời vài ngàn đồng một kg. Tuy nhiên, từ quý 2 đến nay, giá cá tra liên tục sụt giảm và hiện ở mức dưới giá thành sản xuất, khiến người nuôi cũng như ngành sản xuất cá tra lại tiếp tục gặp khó khăn. Giá cá tra nguyên liệu giảm mạnh nhất từ đầu tháng 6 đến nay, giờ hiện ở mức trên dưới 20.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá thành nuôi cá tra của nông dân đa phần từ 21.000 đồng đến 23.000 đồng một ký. Như vậy, thời điểm này, nông dân nào có cá tra đạt kích cỡ xuất bán coi như lỗ nặng từ 1.000 cho đến 3.000 đồng một ký. Nguyên nhân giá cá tra nguyên liệu giảm mạnh trong thời gian này là do tình hình xuất khẩu cá tra phi lê của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Hai thị trường chủ lực là Mỹ và EU giảm nhập khẩu cá tra của Việt Nam. Riêng thị trường EU, do đồng euro bị mất giá so với đồng đô la Mỹ, khiến các nhà nhập khẩu giảm nhập cá tra và đề nghị các nhà cung cấp Việt Nam giảm giá bán. Đây là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này giảm mạnh với mức giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm 2014. Tình hình nuôi cá thì phải nói là nó chật vật cho bà con nông dân do cái tình hình xuất khẩu nó đang gặp cái nhiều vấn đề khó khăn. Ví dụ như biến động về cái chính trị của thế giới, rồi cái là ảnh hưởng đến cái đồng euro nó giảm giá đó, và cái thị trường nó tăng thêm cái rào cản kỹ thuật, do đó là cái giá cá xuất của mình nó đang gặp khó khăn đó. Mặc dù quy định 36 ra đời là mục đích cũng muốn nâng cái chất lượng lên và đồng thời kéo cái giá lên để bảo đảm cho cái nguồn sức mình nó có lợi, tuy nhiên là do cái tình hình sức nó đang gặp khó đó, đặc biệt là trong cái tháng 4 trong quý 2 là cái mùa nghỉ hè, thì ra cái lượng xuất khẩu của mình nó cũng ít đi. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến giữa tháng 7 năm 2015, giá trị xuất khẩu cá tra đạt trên 814 triệu đô la Mỹ, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ở Vĩnh Long giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài những khó khăn chung, xuất khẩu cá tra của tỉnh giảm mạnh còn do tình hình tài chính của các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Trước đây chúng ta có 3 cái nhà máy chế biến, nhưng mà hiện nay thì chỉ còn một nhà máy chế biến thuộc cái công ty Hùng Vương là còn hoạt động. Thì đây cũng là một cái trở ngại cho cái vấn đề tiêu thụ cái nguyên liệu cá tra ở tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay tỉnh Vĩnh Long chúng ta cái diện tích đang thả nuôi là 441. Theo như cái kế hoạch của tỉnh của chúng ta thì đến năm 2015 chúng ta là 450 hecta, thì bây giờ chúng ta đã được 441 hecta. Tuy nhiên thì vẫn còn cái diện tích treo ao cũng rất là nhiều, 441, nhưng mà thật ra thì diện tích mà đang thả nuôi thì chỉ có gần 300 hecta thôi. Vì do cái tình hình cái giá nguyên liệu như thế thì nó làm cho cái người nuôi không an tâm sản xuất và không có điều kiện để mà tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của chính phủ. Ngành sản xuất chế biến cá tra xuất khẩu gặp khó khăn đã cả chục năm nay, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi dòng lẩn quẩn của thị trường. Khó khăn tiếp tục chồng chất cho doanh nghiệp chế biến và người nuôi cá tra khi giá cá nguyên liệu ở mức dưới giá thành sản xuất như hiện nay. Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngành cá tra, một trong những công việc mà các tỉnh thành trong khu vực đang ráo riết thực hiện là rà soát quy hoạch vùng nuôi và cấp mã số vùng nuôi, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nghề sản xuất chế biến cá tra xuất khẩu ở Vĩnh Long nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang gặp nhiều khó khăn, giá cả và thị trường xuất khẩu bấp bênh. Trong bối cảnh đó, thì hôm qua, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã khai mạc Hội chợ Quốc tế Thủy sản Việt Nam năm 2015 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ở kỳ hội chợ lần thứ 16 được tổ chức này, vấn đề nâng cao giá trị gia tăng cho thủy sản Việt Nam nói chung và sản phẩm cá tra nói riêng tiếp tục được chú trọng. Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, hội chợ tập trung vào các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy hải sản, cùng các hội thảo về đánh bắt thủy hải sản, xuất khẩu tôm, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm cá tra. Riêng về xuất khẩu cá tra, một trong những mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam, vấn đề được đặt ra là trong khi nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm giá trị gia tăng trên thế giới ngày càng tăng, còn xuất khẩu thủy sản Việt Nam là chủ yếu là nguyên liệu thô. Mặc dù đang vào cuối mùa của các loại trái cây Nam Bộ, nhưng giá cả nhiều loại vẫn giữ mức ổn định. Một số loại giảm giá do dội chợ như thanh long, trong khi sầu riêng tăng giá do sức mua tăng và đã gần hết mùa của loại trái cây đặc sản này. Sau nhiều đợt tăng giá vào đầu mùa, giá thanh long dù là ruột đỏ hay ruột trắng hiện cũng chỉ ở mức phổ biến là 15.000 đồng một ký. Giá sầu riêng bán tại các cửa hàng hay tại các chợ đã tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký tùy loại. Hiện nay dao động từ 45.000 đồng đến 55.000 đồng một ký. Còn lại, các loại trái cây khác vẫn ổn định giá. Cụ thể, bưởi da xanh loại 1 45.000 đồng một ký, cam sành loại 1 35.000 đồng một ký, dưa hấu từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng một ký, mãng cầu ta loại 1 30.000 đồng một ký. Trên thị trường cũng đã xuất hiện dưa lưới với mức từ 22.000 đồng đến 30.000 đồng một ký. Thưa quý vị và các bạn, liên tục chương trình là thông tin đang được quan tâm về phương án tăng lương tối thiểu năm 2016. Hôm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tái họp để chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Ngay trước thêm cuộc họp, giới chủ sử dụng lao động và đại diện người lao động vẫn khá kiên quyết trong việc giữ phương án đề xuất của mình, trong khi chênh lệch giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Phía Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất mức tăng 16%, tương đương với tăng từ 350.000 đồng đến 550.000 đồng cho 4 vùng. Theo khảo sát năm 2015 của cơ quan này, thu nhập hiện nay khiến 20% lao động không đủ sống, 31% phải chi tiêu tằn tiện, 41% vừa đủ trang trải và chỉ 8% có tích lũy. Mức chi tiêu trung bình của người lao động phải nuôi con là hơn 4,2 triệu đồng một tháng, tăng 3,6% so với năm 2015. Đại diện chủ sử dụng lao động cho rằng tăng ở mức 9-10% là hợp lý. Nếu tăng cao như mức 16% mà Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất thì giá thành của doanh nghiệp sẽ bị đội khoảng 5%, gây ảnh hưởng tới sản xuất của doanh nghiệp và việc làm. Trước đó, vào ngày 5 tháng 8, cuộc họp thương lượng về tiền lương đã phải hoãn công bố mức tăng lương bởi đại diện hai bên chủ sử dụng lao động và người lao động chưa thống nhất được mức tăng. Nếu qua nhiều lần thương lượng bỏ phiếu mà không có kết quả thì Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định và trình Chính phủ. Tháng 10 là hạn cuối cùng Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Theo thống kê mới đây từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông liên quan đến xe máy chiếm khoảng 70%, trong đó có 30% chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Đa phần nạn nhân thuộc độ tuổi lao động và không ít là trụ cột kinh tế của các gia đình, do đó gây thiệt hại không nhỏ về người và tiền bạc cho xã hội. Nhằm đẩy lùi các con số thương vong, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tầm quan trọng của mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Theo WHO, mũ bảo hiểm giúp giảm chấn thương nặng do tai nạn giao thông đến 69% và giảm khả năng tử vong do chấn thương sọ não tới 40%. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đưa ra quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe máy từ năm 2007 và được đánh giá là có những kết quả tích cực. Năm 2015, chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2015 bắt đầu từ 24 tháng 8 đến 25 tháng 9 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, giảm tối đa các ca tử vong và tai nạn giao thông. Một số hoạt động trong chiến dịch năm nay như đổi 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho tài xế xe ôm tại 4 bến xe lớn ở Hà Nội, cuộc thi sáng tác video tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn về nhà an toàn. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là các tin tức thế giới với những nội dung chính sau. Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đêm qua đã đạt được thỏa thuận 6 điểm nhằm làm giảm căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Đức và Pháp đề xuất kế hoạch chung giải quyết vấn đề người di cư. Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay tiếp tục giảm điểm sau khi trải qua ngày thứ hai đen tối. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Dân Triều Tiên đã kết thúc các cuộc đàm phán cấp cao kéo dài suốt 43 tiếng đồng hồ tại làng đình chiến bàn muôn điểm với thỏa thuận 6 điểm nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã ngay lập tức hoan nghênh thỏa thuận này, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các điểm được nêu trong thỏa thuận có thể giúp đưa đến việc nối lại các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, ông Kim Kwang-jin, trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc, cho biết thỏa thuận nói trên bao gồm việc hai bên nhất trí sẽ tiến hành một cuộc đối thoại liên chính phủ tại Seoul hoặc Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể nhằm cải thiện quan hệ liên Triều. Triều Tiên bày tỏ lấy làm tiếc về việc các binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ mìn ở khu phi quân sự giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Đáp lại, Hàn Quốc sẽ ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng hệ thống loa phát thanh tại khu vực biên giới. Triều Tiên cũng đồng ý bãi bỏ quân lệnh chuyển quân đội sang trạng thái chiến tranh. Ngoài ra, hai miền còn đồng ý tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vào dịp Trung thu sắp tới, cũng như thúc đẩy giao lưu trên nhiều lĩnh vực. Ngay sau khi kết quả cuộc đàm phán cấp cao liên Triều được thông báo, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby cho biết. Mỹ hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực không mệt mỏi của Tổng thống Park Geun-hye nhằm cải thiện quan hệ liên Triều. Điều này sẽ hỗ trợ cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đêm qua thông báo nước này và Mỹ sẽ sớm thực hiện chiến dịch không kích toàn diện nhằm đẩy lùi các tay súng thuộc tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ra khỏi khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này và Mỹ đã thảo luận chi tiết về khoảng không phận mà Washington coi là có thể thực hiện các cuộc không kích nhằm làm giảm sức mạnh của phiến quân và đẩy lùi chúng ra khỏi khu vực biên giới dài 80 km. Các cuộc tấn công sẽ sớm diễn ra. Tham gia kế hoạch này còn có các đồng minh trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani. Anh và Pháp dự kiến cũng sẽ tham gia. Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, việc cắt đứt đường đi của IS tới khu vực biên giới của nước này sẽ giúp ngăn chặn chúng đưa các tay súng nước ngoài và nguồn viện trợ vào Syria. Việc IS chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq đã gây những tác động tiêu cực đến Thổ Nhĩ Kỳ, do nước này có đến 900 km đường biên giới chung với Syria. Tháng trước, chính quyền Ankara đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ ở miền nam nước này. Ngay sau đó, Washington đã điều 6 máy bay chiến đấu F-16, cùng hơn 200 quân nhân tới đây để tiến hành các cuộc không kích chống IS. Mỹ sẽ sớm triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới châu Âu trong một nỗ lực lớn hơn nhằm trấn an các đồng minh ở châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ F-22 được triển khai tới châu Âu. Không quân Mỹ hiện đang sử dụng F-22 để không kích tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria. Phát biểu trong buổi họp báo vào đêm qua, bà Deborah James, người đứng đầu Bộ Không quân Mỹ, Bộ Quân chủng đặc trách Không quân dưới quyền của Bộ Quốc phòng cho biết, việc triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22 là một phần của chương trình sáng kiến bảo đảm an ninh châu Âu. Hoạt động này sẽ giúp các phi công F-22 có nhiều kinh nghiệm hơn với địa hình châu Âu. Trước đó, Không quân Mỹ đã triển khai F-22 tới Hàn Quốc và Nhật Bản. F-22 là máy bay chiến đấu chiến thuật tàng hình một chỗ ngồi, hai động cơ, được đánh giá là một loại chiến đấu cơ ưu việt trên không, đồng thời có thể được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, tác chiến điện tử, cũng như thu thập tin tức tình báo. Chánh văn phòng không quân tướng Mark Wells cho biết, việc triển khai F-22 tại châu Âu sẽ cho phép các lực lượng Mỹ tham gia huấn luyện với các đối tác NATO trên khắp lục địa già, kiểm nghiệm khả năng của máy bay nhằm phối hợp chiến đấu cùng Eurofighter và các máy bay chiến đấu tiên tiến khác của các nước thuộc NATO. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua đã đề xuất các giải pháp chung đối phó với dòng người di cư khổng lồ đang đổ về châu Âu, trong đó có việc Liên minh châu Âu-EU cần phân bổ lại hàng ngạch tiếp nhận người di cư một cách công bằng hơn. Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm diễn ra ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án những kẻ cực đoan cánh hữu và phát xít mới đang truyền bá tư tưởng bài ngoại cũng như có các hành động quá khích nhằm vào người di cư và cảnh sát tại thành phố Heidenau, miền đông nước Đức, và cho rằng việc làm của các đối tượng này là một điều đáng xấu hổ.
hai nhà lãnh đạo cùng kêu gọi các nước châu Âu phải đưa ra phản ứng nhất quán trước cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, đồng thời xây dựng một hệ thống nguyên tắc chung để bảo vệ các quyền của người di cư. Cả hai nước Pháp và Đức đều đang phải tìm giải pháp đối phó với làn sóng người di cư, những người sẵn sàng mạo hiểm vượt hàng ngàn cây số từ vùng Tây Ban Căng tới Đức hay đeo bám trên các xe tải để đi từ Pháp sang Anh. Dự kiến số lượng người di cư tới Đức trong năm 2015 sẽ lên đến 800.000 người, tương đương 1% dân số nước này, trong bối cảnh tâm lý bài ngoại đang gia tăng đáng báo động tại một số khu vực và thành phố của Đức. Trong bối cảnh người di cư không chỉ đến từ các quốc gia đang xảy ra xung đột như Syria, Iraq hay châu Phi, mà còn từ nhiều nước khác ở khu vực Đông Nam châu Âu. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cho biết cũng sẽ đề xuất dự thảo danh sách các nước mà người di cư đến từ những nước này có thể được ưu tiên xem xét cấp quy chế tị nạn. Tiếp sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đêm qua giờ Việt Nam, hội nghị đầu tiên cho việc ký kết Hiệp ước Buôn bán Vũ khí Toàn cầu đã khai mạc tại thành phố Cancun, Mexico, với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 nước. Hiệp ước trên đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 2013 trong nỗ lực điều chỉnh việc buôn bán vũ khí toàn cầu. Tổng cộng 130 quốc gia đã ký hiệp ước quốc tế này, nhưng cho đến nay chỉ có 72 quốc gia phê chuẩn nó. Hiện doanh thu từ các thương vụ buôn bán vũ khí trên toàn cầu vào khoảng 60 đến 85 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc hôm qua đã tìm thấy thêm 6 thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ nổ kho hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc nước này, nâng tổng số người thiệt mạng lên 129, trong khi 44 người vẫn còn mất tích. Trong số những người tử vong có đến 76 lính cứu hỏa và 7 cảnh sát. Hiện vẫn còn khoảng 600 người bị thương đang được điều trị. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đang gây lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới chức nước này, lũ lụt khiến nhiều nhà cửa bị sụp đổ, làm ngập lụt các con đường và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây. Hiện đợt thiên tai này đã cướp đi sinh mạng của 8 người và làm nhiều người mất tích. Giới chức y tế Sierra Leone cho biết bệnh nhân Ebola được xác nhận cuối cùng ở nước này đã được cho xuất viện vào hôm qua. Đó là một phụ nữ bị nhiễm virus Ebola sau khi con của cô đã tử vong vì bệnh này hồi cuối tháng rồi. Cột mốc đó cho phép Sierra Leone bắt đầu đếm ngược 42 ngày để có thể tuyên bố hết dịch Ebola, vốn đã khiến hơn 3.500 người tử vong tại quốc gia Tây Phi này. Tàu vũ trụ không người lái Kodotori của Nhật Bản đêm qua đã kết nối thành công với trạm không gian quốc tế ISS sớm hơn 20 phút so với dự kiến. Tàu Kodotori chở theo thực phẩm, thiết bị vệ sinh, phụ tùng, tiếp tế cho các phi hành gia trên ISS. Sau khi trải qua ngày thứ hai đen tối, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch vào sáng nay 25 tháng 8 tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm điểm với diễn cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế Trung Quốc. Tại Trung Quốc, mở cửa phiên giao dịch, chỉ số chứng khoán chủ lực tổng hợp Thượng Hải của nước này đã giảm 6% xuống còn 3.016,92 điểm sau khi giảm sâu đến 8,5% vào hôm qua. Thị trường chứng khoán tại các quốc gia châu Á khác cũng chứng kiến sự mất điểm nhưng không nghiêm trọng như dự báo của các chuyên gia. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tại sàn chứng khoán Tokyo, Nhật Bản đã giảm 3,47% ngay đầu phiên giao dịch. Chỉ số S&P ASX 200 của Estonia đã giảm 1,4% lúc mở cửa nhưng đã dần tăng trở lại. Sau đà tụt dốc không phanh của thị trường chứng khoán Trung Quốc vào hôm qua, thị trường châu Âu và Mỹ cũng chịu phản ứng dây chuyền. Khoảng 812 tỷ đô la bị bốc hơi đã khiến cho ngày đầu tuần 24 tháng 8 trở thành ngày đen tối nhất đối với các cổ phiếu chủ lực tại thị trường chứng khoán Mỹ. Trước khi đóng cửa ngày 24 tháng 8 giờ Mỹ, tức rạng sáng nay giờ Việt Nam, cả ba chỉ số chứng khoán chủ lực gồm Dow Jones, Standard & Poor's 500 và Nasdaq Composite đều lao dốc sấp xỉ 4%. Đây là sự mất giá tệ hại nhất của ba chỉ số chứng khoán này trong vòng 4 năm qua. Theo giới phân tích, việc chính phủ Trung Quốc chưa công bố những biện pháp mới để ngăn chặn đà xuống dốc của thị trường, sự phát triển chậm lại của nền kinh tế, cộng với việc đồng nhân tệ tiếp tục bị mất giá kể từ khi nước này bất ngờ phá giá đồng nội tệ, là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư bán tháo tài sản và gây ra sự chao đảo của các thị trường chứng khoán trên toàn cầu hiện nay. Mới đây, khoảng 250.000 người hâm mộ đã tập trung về hạt Staffordshire ở miền Trung nước Anh để cùng hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội âm nhạc V Festival. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các tài năng âm nhạc của đảo quốc sương mù. Lễ hội âm nhạc V Festival 2015 thu hút đông đảo người hâm mộ với dàn ca sĩ tài năng nhất nước Anh hiện nay. Trong đó, màn trình diễn của Sam Smith
nam ca sĩ nổi tiếng với các bản ballad tự sáng tác là một trong những tâm điểm của lễ hội. Đây cũng là lần biểu diễn trực tiếp cuối cùng tại một sự kiện âm nhạc lớn của Sam Smith trong năm nay, trước khi anh tập trung vào sáng tác và thu âm album mới. V Festival 2015 còn có sự tham dự của nữ ca sĩ Jess Glynn, người vừa lập kỷ lục, nữ ca sĩ có nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng các ca khúc ở Anh nhất. Tại lễ hội, người hâm mộ cũng được thưởng thức lại những giai điệu da diết của ca khúc hit Take Me To Church do ca sĩ có nghệ danh Hozier thể hiện. Kết thúc V Festival 2015 là màn khuấy động sân khấu của ban nhạc rock Caspian. Lễ hội âm nhạc V Festival 2015 diễn ra lần đầu tiên hồi năm 1996. Đây là năm thứ 20 sự kiện này được tổ chức. Chương trình thời sự của Đài Truyền Vĩnh Long trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.